Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện công tác tiếp công dân. Ngành giáo dục và đào tạo huyện Cao Phong đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Ba Lan yêu cầu NATO giúp đỡ giải quyết cuộc khủng hoảng biên giới Belarus. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 11, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021 tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Tại buổi tiếp công dân, đại diện 500 hộ dân thuộc tổ dân phố 9, 11, 13 khu chuyên gia phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình đã kiến nghị về việc các hộ dân xin mua lại nhà thuộc khu chuyên gia hiện nay đang thuộc quyền quản lý của nhà nước, đồng thời mong muốn được đầu tư hạ tầng giao thông cảnh quan xung quanh khu vực này. Phần lớn các hộ dân đã sinh sống ở đây khoảng 30 năm, nay muốn mua lại để có kế hoạch đầu tư sửa chữa. Sau khi nghe các bên báo cáo nội dung liên quan và các thành viên hội đồng tư vấn tiếp dân của tỉnh tham mưu đề xuất hướng giải quyết, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã kết luận giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn và Ủy ban dân thành phố Hòa Bình nghiên cứu xây dựng phương án giải quyết trên cơ sở đúng quy định pháp luật. Vụ việc phải được giải quyết xong trong vòng 1 tháng, báo cáo Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Cũng tại buổi tiếp công dân, hộ ông Nguyễn Thanh Hải ở tổ 6 phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình kiến nghị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và vấn đề tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Hải với công ty lâm nghiệp Hòa Bình và một số hộ dân xung quanh. Liên quan đến vụ việc này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh giao cho Ủy ban dân thành phố Hòa Bình xem xét giải quyết, chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 phải trả lời cho công dân và báo cáo Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. 4 công dân thuộc tổ 16 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình cũng đã có kiến nghị tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021. Theo đó, 4 hộ dân đề nghị được mua nhà theo Nghị định 853 của Chính phủ về miễn giảm thuế đất đối với công nhân sông Đà. Về vấn đề này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh giao cho thành phố Hòa Bình phối hợp với các sở ngành liên quan xem xét giải quyết cho các hộ dân trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho người dân. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 phải giải quyết xong vụ việc và báo cáo Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Phát biểu tại buổi tiếp công dân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trên cơ sở các kiến nghị đề xuất của công dân, các sở ngành các địa phương phải tập trung nghiên cứu giải quyết trong thời gian sớm nhất để đảm bảo quyền lợi cho công dân, đồng thời việc giải quyết phải đảm bảo đúng trình tự quy định của nhà nước để tránh xảy ra đơn thư khiếu nại. Ngày 15 tháng 11, Ủy ban dân tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định luân chuyển bổ nhiệm phó giám đốc các sở Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải. Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Ủy ban dân tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với đồng chí Phạm Thế Hải, trưởng phòng quản lý chuyên ngành Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Luân chuyển và bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Lương Sơn, đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với đồng chí Bùi Thị Hòa Bình, Chánh Văn phòng Sở Giao thông Vận tải, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Trao quyết định và chúc mừng các đồng chí Phó Giám đốc mới được bổ nhiệm, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị trên cương vị công tác mới, các tân lãnh đạo của các Sở Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải tiếp tục tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể cơ quan đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương hòa bình ngày càng phát triển. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 15 tháng 11, tại trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng RIC, Ủy ban dân thành phố Hòa Bình tổ chức ngày hội truyền thông với chủ đề Lan tỏa yêu thương đẩy lùi bạo lực với sự tham gia của hơn 800 cán bộ giáo viên và học sinh. Tại ngày hội, các em học sinh, phụ huynh và giáo viên đã cùng giao lưu trải nghiệm và tham gia các trò chơi tương tác, tìm hiểu các thông điệp về đẩy lùi bạo lực trẻ em qua các ấn phẩm truyền thông. Qua đó tạo cơ hội trao đổi, thảo luận và thực hành kết nối giữa phụ huynh, giáo viên và học sinh một cách tự nhiên để gắn kết và lan tỏa yêu thương, thúc đẩy các thông điệp giáo dục gia đình và nhà trường không bạo lực, đồng thời tăng cường các giải pháp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là phòng tránh bạo lực xâm hại trẻ em.
Đây là một trong chuỗi các hoạt động của chiến dịch truyền thông lan tỏa yêu thương đẩy lùi bạo lực năm 2021 được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mai Châu gặp không ít khó khăn, tác động không nhỏ đến kết quả thu ngân sách nhà nước. 10 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Mai Châu đạt gần 45 tỷ đồng, bằng 67% dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao. Nguyên nhân thu ngân sách nhà nước đạt thấp là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Một số lĩnh vực phải tạm dừng hoạt động đã tác động không nhỏ đến một số khoản thu, đặc biệt là các khoản thu từ đất, từ du lịch đạt thấp. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2021 là gần 64 tỷ đồng, huyện Mai Châu đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát huy lợi thế tiềm năng của địa phương để khai thác nguồn thu, đánh giá lại công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khoáng sản để có giải pháp tăng thu về đất, tài nguyên và khoáng sản. Cùng với đó, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất để tăng nguồn thu. Đối với công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, có giải pháp quyết liệt trong xử lý nợ đọng thuế, có cơ chế quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể, vận động các hộ chuyển đổi thành doanh nghiệp để quản lý và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình triển khai trên địa bàn 40 xã phường. Tuy nhiên, sau khi thực hiện nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã thuộc tỉnh Hòa Bình, thì 40 xã phường được sắp xếp còn 34 xã phường ở 8 huyện thành phố. Giai đoạn 2021-2025, đề án tiếp tục thực hiện 4 nội dung bao gồm di dân tái định cư, đầu tư phát triển sản xuất, cơ chế chính sách, xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong đó, đề án tập trung xây dựng hạ tầng giao thông kết nối nội vùng và ngoại vùng đề án. Để tạo điều kiện giao thương giữa các vùng, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa, thu hút đầu tư phát triển du lịch vùng Hồ Sông Đà, nâng cao thu nhập cho người dân. Theo thông báo tại văn bản số 419 ngày 4 tháng 2 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, để thực hiện đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình là hơn 2.250 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là hơn 1.800 tỷ đồng, vốn lồng ghép các chương trình là hơn 403 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh hiện có 297 công trình cấp nước tập trung, trong đó có 147 công trình hoạt động bền vững, 84 công trình kém bền vững. Tổng số công trình không hoạt động là 66, với trên gần 80.000 người dân bị ảnh hưởng. Một trong những nguyên nhân là do một số công trình cấp nước tập trung được bàn giao cho địa phương quản lý nhưng không được cải tạo duy tu hàng năm, không được sửa chữa kịp thời nên xuống cấp. Để nâng cao năng lực trong quản lý vận hành cũng như cải tạo sửa chữa đối với các công trình kém bền vững, công trình không hoạt động, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện bàn giao một số công trình cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh quản lý và vận hành. Qua đó đã phát huy được hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có trên 95% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh. Ngày 15 tháng 11 năm 2021, tỉnh Hòa Bình ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 1028775 là nam, sinh năm 1926, địa chỉ xóm Nghĩa 1, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy. Yếu tố dịch tễ bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 993384. Bệnh nhân được cách ly tại nhà do tuổi cao liệt nửa người và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngày 11 tháng 11 năm 2021. Ngày 14 tháng 11, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 15 tháng 11, bệnh nhân được chuyển lên cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, trước thông tin Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chuẩn bị phương án tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi, các trường học trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh nhằm sẵn sàng chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức tiêm phòng vaccine cho học sinh ngay tại trường học. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Cao Phong. Một buổi tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19 và chiến dịch tiêm phòng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi được trường Trung học cơ sở thị trấn Cao Phong thực hiện trong 15 phút truy bài đầu giờ. Trong đó, việc mở rộng đối tượng tiêm phòng ở lứa tuổi này đã thu hút được sự quan tâm của các em học sinh. Toàn trường có tổng số 252 học sinh, trong đó lứa tuổi từ 12 đến 17 là 101 em. Việc tiêm phòng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là rất cần thiết. Đây là quyền lợi của các em học sinh. Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Tiêm vaccine sẽ là một trong những cách tối ưu để có thể chủ động phòng chống dịch bệnh. Nhà trường đã tuyên truyền và giúp cho học sinh hiểu hơn về dịch bệnh và cũng cho học sinh
biết được sự nguy hiểm về dịch bệnh. Trong gia đình cháu thì cả gia đình cháu đều đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, nên cháu cũng muốn được tiêm để phần nào bảo vệ gia đình và xã hội. Hiện tại đã có một số tỉnh thành triển khai công tác này tiêm phòng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi. Theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương, loại vaccine sử dụng là vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này. Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế, vaccine được sử dụng 2 liều cơ bản cho mỗi trường hợp và tiêm cùng loại vaccine. Tôi có mong muốn là trong thời gian tới thì cái chương trình tiêm phòng COVID cho các em được triển khai sớm để các em có thể đảm bảo sức khỏe an toàn cho bản thân ạ. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Phong, năm học này học sinh đang học tại các nhà trường lứa tuổi 12 đến 17 là 3.357 học sinh, trong đó lứa tuổi từ 16 đến 17 là 795 học sinh. Thời gian tới, ngành giáo dục huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các trường ra soát lập danh sách tiêm cho trẻ đang đi học từ lớp 6 đến lớp 12, đồng thời thực hiện các bước theo hướng dẫn. Đối với trẻ thuộc lứa tuổi này không đi học thì phối hợp với chính quyền địa phương để lập danh sách. Thì nhà trường đã tổ chức xây dựng các cái kế hoạch để tuyên truyền đến phụ huynh. Thứ nhất, cái thứ hai là tuyên truyền đến học sinh và hướng dẫn các đồng chí giáo viên chủ nhiệm để thiết lập các cái bài trình chiếu về phòng chống COVID và tiêm đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Thì tất cả các cái buổi sinh hoạt cuối tuần trong thời điểm tới và các tiết sinh chào cờ đầu tuần thì nhà trường đã tiến hành tổ chức tuyên truyền đến học sinh để học sinh nắm rõ được cái vai trò và ý nghĩa của cái quá trình mà tiêm COVID. Trong bối cảnh hiện nay, các em học sinh cần chủ động thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K để tự rèn luyện sức khỏe. Cha mẹ cũng cần quan tâm chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý cho con em mình nhằm nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, sẵn sàng điều kiện tốt nhất để tiêm phòng COVID-19 trong công tác phòng chống dịch bệnh. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, nhân ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 15 tháng 11 năm 2021 có phóng sự tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Huyện Yên Thủy chủ động bảo vệ đàn gia súc trong mùa đông. Thưa quý vị và các bạn, tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày hàng giờ cướp đi sức khỏe, mạng sống của nhiều người. Nhân ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 15 tháng 11 năm 2021, nhiều hoạt động tưởng niệm các nạn nhân diễn ra, qua đó gửi đi thông điệp tới tất cả mọi người ý thức tham gia giao thông an toàn. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, ở Việt Nam mỗi ngày có khoảng 20 người ra đường và vĩnh viễn không trở về nhà vì tai nạn giao thông. Cùng với đó là hàng chục gia đình phải chịu cảnh đau thương mất mát. Những cái chết bất ngờ vì tai nạn giao thông luôn để lại bao niềm day dứt. Nửa đêm ngày 13 tháng 8 năm 2021, tại quốc lộ 15, đoạn đi qua hồ Mỏ Luông, thị trấn Mai Châu, em Phạm Văn Hiếu, sinh năm 2000, trên đường đi sinh nhật bạn về đã tự gây tai nạn và không qua khỏi. Sau khi cháu mất đi thì nói chung là nó cái đau thương thì mất mát thì nó quá lớn luôn. Vì thực ra thì trong gia đình ý, thì tôi thì nó thật ra là bị bệnh thần kinh tọa, bị khớp. Đấy, đi lại cũng chưa làm, không làm được, cũng chỉ nhũng nhẵng làm những việc vặt ở nhà thôi. Thế cháu thì coi nó đi làm thì hàng tháng tiền lương chứ ý. Thì cháu coi như là gửi về thì còn có được. Nhưng bây giờ thì đúng là mất rồi thì coi như hết, không còn cái gì nào trong gia đình. Vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của con trai mình, ông Trần Văn Long, bố của nạn nhân Trần Đức Bình, trú tại xóm Xuân Tiến, xã Sam Khỏe, huyện Mai Châu, xúc động cầm trên tay những kỷ vật cuối cùng của con mình. Nạn nhân Bình tử vong do vụ tai nạn xe máy vào ngày 17 tháng 9 năm 2021 trên quốc lộ 15, đoạn đi qua xã Vạn Mai, huyện Mai Châu. Nỗi đau mất đi người thân vì tai nạn giao thông ảnh hưởng tâm lý rất lâu dài và thậm chí còn là mãi mãi đối với những người thân trong gia đình. Tôi thì sau cái sự việc này thì tôi cũng muốn như này, tất cả những anh em tham gia giao thông không chớ nên uống rượu chè. Đấy là cái thứ nhất, cái hai là chớ nên phóng nhanh vượt ẩu. Thế và tất cả những cái chỗ nào mà cảm thấy mình không chưa ổn định được thì phải quan sát cho nó thật kỹ rồi đi để tránh cái tình trạng gây ra những cái tai nạn đáng tiếc xảy ra. Tai nạn giao thông những năm gần đây đã giảm đáng kể, nhưng số người chết và số người bị thương vẫn ở mức cao.
10 tháng năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 63 vụ tai nạn giao thông làm 46 người chết và 45 người bị thương. Các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như người điều khiển phương tiện giao thông không chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, lấn làn đường, vượt và chuyển hướng sai quy định. Còn đối với công tác tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm thì chúng tôi vẫn tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh huy động tối đa về quân số, lực lượng và phương tiện. Tập trung chủ yếu vào các lỗi là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông như là tốc độ, như là nồng độ cồn, như là và đặc biệt là cái xe quá khổ quá tải trên cái địa bàn thành phố cũng như là huyện Lương Sơn và đường tuyến đường Hồ Chí Minh. Tai nạn giao thông là sự việc không ai mong muốn và những hệ quả do tai nạn giao thông để lại là vô cùng thảm khốc. Trong đó rất nhiều vụ tai nạn giao thông có thể phòng tránh được. Chính vì vậy, cùng với những nỗ lực chung của hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng, mỗi người dân cần có những biện pháp tự bảo vệ và phòng tránh các tai nạn giao thông bằng những việc làm thiết thực. Tính mạng của con người là trên hết. Đã uống rượu bia thì không lái xe. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa đông năm nay có thể đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại trong mùa đông năm 2021-2022 có thể xảy ra sớm. Với tinh thần phòng hơn chống, các biện pháp bảo vệ đàn gia súc trong mùa đông năm nay đã được chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn và chính các hộ chăn nuôi tích cực chủ động thực hiện từ rất sớm. Ghi nhận tại huyện Yên Thủy. Xác định đàn bò là tài sản có giá trị kinh tế cao của gia đình. Trước khi bước vào mùa đông, ông Quách Đại Ngài ở xóm Thung, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy đã chủ động thu gom rơm rạ từ vụ mùa, chăm sóc tốt diện tích ngô sinh khối và cỏ voi đã trồng để làm thức ăn cho đàn bò và chuẩn bị bạt để quây chuồng trại, che chắn gió, mưa cho gia súc trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Bên cạnh đó, việc chấp hành nghiêm công tác tiêm phòng các loại vaccine do xã triển khai cũng là một trong những yếu tố quan trọng đã giúp đàn bò của gia đình ông phát triển khỏe mạnh vào mùa đông. Chúng tôi vẫn thường xuyên cập nhật thời tiết hàng ngày, bởi vì là chúng tôi là chăn nuôi châu bò là sợ nhất vào cái vụ mùa đông lạnh, mà đặc biệt là lạnh dưới 15 độ. Và trước khi chuẩn bị đến mùa đông lạnh ấy, là chúng tôi đã chuẩn bị rơm và cây ngô đấy để cho châu bò nó ăn, và nếu như mà xuống dưới 15 độ là chúng tôi che chắn chuồng trại đầy đủ lại, mà thường xuyên nếu như mà mưa mà gió mà rét là chúng tôi không có cho châu bò ra ngoài đồng. Mặc dù tổng đàn gia súc của địa phương chỉ có 2.197 con, nhưng công tác phòng chống dịch bệnh, chống rét cho gia súc đã được cấp ủy chính quyền xã Ngọc Lương quan tâm triển khai từ rất sớm. Người dân cũng đã chủ động chuyển đổi diện tích đất sản xuất cây lương thực hoa màu kém hiệu quả sang trồng cây thức ăn chăn nuôi, dự trữ chế biến thức ăn từ nguồn phụ phẩm nông nghiệp cho châu bò vào vụ đông. Trước những vụ rét hàng năm thì ủy ban xã đều tổ chức họp quán triệt với các xóm, nhưng mà cũng ban hành các cái văn bản theo cái hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp của huyện và trạm và phòng nông nghiệp của huyện. Thế mà hướng dẫn cho các hộ là che chắn các cái chuồng trại và đặc biệt là giữ trữ thức ăn cho đàn gia súc, thì cũng tuyên truyền vận động mỗi hộ gia đình là nên phải giữ trữ cho mình một cái gia đình một cái cây rơm ấy để giữ thức ăn cho gia súc vào vụ đông, nhưng mà trồng cỏ để phục vụ cho thức ăn đảm bảo cho châu bò không bị đói rét vào vụ đông. Huyện Yên Thủy hiện có tổng đàn đại gia súc trên 17.100 con. Đến thời điểm hiện nay, đã có trên 80% số hộ có chuồng trại đảm bảo phòng chống rét. Gần 300 hectare cỏ voi và ngô dày đã được các hộ chăn nuôi trồng. Thêm vào đó đã có một lượng lớn rơm rạ khô được tích trữ, cơ bản đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn đại gia súc trong mùa đông. Phải tăng cường công tác tiêm phòng để tạo đề kháng cho châu bò trong cái vụ đông tới. Và thứ hai là chỉ đạo các xã tập trung chuẩn bị thức ăn dự trữ, thức ăn khô, thức ăn xanh và thống kê đầy đủ các đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện để làm cơ sở theo dõi và đánh giá và có các cái thực hiện các cái chính sách bên ngành chăn nuôi. Với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn, nhất là tinh thần chủ động của chính mỗi người dân, huyện Yên Thủy hướng tới hạn chế thấp nhất tình trạng gia súc bị chết rét, chết đói trong mùa đông năm nay. Chuyển sang các tin tức quốc tế, liên minh cầm quyền của Argentina do Tổng thống Alberto Fernandez dẫn đầu được dự đoán sẽ chịu tổn thất lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong bối cảnh công chúng thất vọng về sự lây lan của virus corona và suy thoái kinh tế.
Một phần ba số ghế Thượng viện và khoảng một nửa số ghế ở Hạ viện đã được bầu trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật. Báo chí địa phương đưa tin rằng Liên minh Trung tả của Tổng thống đã giành được khoảng 33% số phiếu bầu ở Hạ viện, với hơn 95% số phiếu được kiểm. Liên minh đối lập Trung hữu đã giành được khoảng 42% số phiếu bầu. Trong cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, khối đối lập cũng đang dẫn trước khối cầm quyền gần 20 điểm phần trăm. Truyền thông địa phương cho rằng liên minh cầm quyền có khả năng mất đa số ở cả Thượng viện và Hạ viện. Hơn 5 triệu người đã bị nhiễm COVID-19 và hơn 110.000 người đã chết ở quốc gia Mỹ Latin này, bất chấp việc kiểm dịch và các biện pháp khác. Argentina có tỷ lệ lạm phát hàng năm hơn 50%, khoảng 40% dân số sống trong cảnh nghèo đói. Chính quyền Biden ở Washington vừa lên tiếng ủng hộ Ba Lan trong mâu thuẫn biên giới đang diễn ra với Belarus. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Ba Lan đang cân nhắc yêu cầu NATO tổ chức các cuộc đàm phán khẩn cấp liên quan đến tình hình leo thang. Thủ tướng Ba Lan Morawiecki kêu gọi NATO phải thực hiện các bước cụ thể để giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới Belarus. Ông cũng cho biết Ba Lan, Litva và Latvia có thể yêu cầu tham vấn theo hiệp ước của Liên minh. Lời kêu gọi của Thủ tướng Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người di cư đã đến Belarus với hy vọng được vào Liên minh châu Âu. EU cáo buộc Belarus đã tiếp nhận rồi đưa hàng nghìn người di cư, hầu hết từ Trung Đông đến biên giới với Ba Lan và thúc đẩy họ vượt biên trái phép để vào châu Âu. Belarus bác bỏ điều này. Một số quốc gia trong khu vực đã cảnh báo tình trạng hiện nay tại biên giới Ba Lan, Belarus có thể leo thang thành một cuộc xung đột quân sự. Thủ tướng Morawiecki cho hay các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận thêm về các biện pháp trừng phạt đối với Belarus, trong đó có cả việc đóng cửa hoàn toàn biên giới. Ông cho rằng EU cần xem xét tài trợ cho việc xây dựng một bức tường biên giới trong liên minh. Sayyan Islam Qahafi, con trai thứ hai của cố lãnh đạo Libya Muammar al-Qahafi, sẽ tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 12 của nước này. Libya đã bị chia cắt thành hai phần đông và tây kể từ khi chế độ độc tài Gaddafi sụp đổ 10 năm trước. Năm ngoái, các bên tham chiến đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội dự kiến vào ngày 24 tháng 12 với mục đích thống nhất quốc gia Bắc Phi. Thủ tục đăng ký cho các ứng cử viên đã bắt đầu từ tuần trước. Saif al-Islam Qaddafi đã xuất hiện tại Ủy ban bầu cử ở thành phố Sepha, miền nam nước này vào Chủ nhật và nộp hồ sơ ứng cử. Taliban đang phải đối mặt với thách thức trong việc ổn định tình hình an ninh của Afghanistan trong bối cảnh một loạt các cuộc tấn công được cho là do một chi nhánh địa phương của nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo thực hiện. Hôm nay, ngày 15 tháng 11 đánh dấu 3 tháng kể từ khi Taliban giành lại quyền kiểm soát Afghanistan. Sau khi tiếp quản, nhóm Hồi giáo đã thành lập một chính phủ lâm thời và khởi xướng các động thái khác để cai trị đất nước. Nhưng với việc chính quyền Taliban vẫn chưa được cộng đồng quốc tế công nhận, nền kinh tế Afghanistan đang gặp khó khăn nghiêm trọng, một phần do tài sản ở nước ngoài của họ vẫn bị đóng băng. Trong bối cảnh đó, Afghanistan đã phải hứng chịu một loạt vụ tấn công chết người kể từ tháng 10, được cho là do chi nhánh địa phương của nhóm nhà nước Hồi giáo thực hiện. Các cuộc tấn công bao gồm đánh bom liều chết tại các nhà thờ Hồi giáo Shia và một cuộc tấn công vào một bệnh viện. Taliban cũng đã triển khai các đơn vị tinh nhuệ được trang bị vũ khí tối tân ở nhiều địa điểm khác nhau. Một chỉ huy cho biết lực lượng Taliban vẫn trong tình trạng báo động suốt ngày đêm và hoàn toàn sẵn sàng đối đầu với các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Những người biểu tình ở Thái Lan đã xuống đường ở thủ đô Bangkok để phản đối phán quyết của Tòa án Hiến pháp, nơi cho rằng những lời kêu gọi cải cách chế độ quân chủ là vi hiến. Cảnh sát cho biết khoảng 1.000 người đã tham gia cuộc biểu tình hôm Chủ nhật. Chính quyền địa phương cho biết có 3 người bị thương. Tòa án đã ra phán quyết hôm thứ Tư rằng các yêu cầu cải cách chế độ quân chủ của đất nước là vi hiến và tương đương với âm mưu lật đổ thể chế hoàng gia. Những lời kêu gọi như vậy đã tăng lên trong các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp tục từ năm ngoái. Các yêu cầu bao gồm giảm ngân sách hoàng gia và bãi bỏ luật cấm nói xấu gia đình hoàng gia. Tòa án cũng ra lệnh cho 3 nhà hoạt động chính và các cộng sự của họ không được đưa ra những yêu cầu như vậy trong tương lai. Những người biểu tình tại cuộc biểu tình mới nhất cho biết quyết định của tòa án là không chính xác vì họ không có ý định lật đổ chế độ quân chủ lập hiến. Một số người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát, những người đã chặn đường của họ. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến trình trên smartphone hoặc xem lại địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.